Học tiếp theo trong quyển giáo trình Family and Friends 2 của cô Liên ngày hôm nay. Buổi trước thì cô Liên đã hướng dẫn các con bài học starter ôn lại những cái kiến thức ở trong quyển Family and Friends 1 rồi. À, đối với những bạn mà chưa học Family and Friends 1 thì cô Liên sẽ hướng dẫn các con từ từ tất cả những cái những cấu trúc và những từ vựng các con đã được học trong Family and Friends 1 thì cô Liên vẫn sẽ hướng dẫn lại để cho các con. Những bạn chưa học and Friend 1 có thể tiện theo dõi. Rồi, vậy hôm nay chúng ta sẽ đến với bài học ngày hôm nay nhé. <laughs> thì như các con nhìn thấy ở trên màn hình đây, đây là bài 1. Hôm nay chúng ta sẽ đến với chủ đề All New Things, có nghĩa là những cái đồ dùng mới của chúng ta. À, <laughs> thì các con có thể nhìn thấy đây, đây là những cái từ vựng hôm nay cô Liên sẽ hướng dẫn cho các con. À, thứ nhất là classroom, nghĩa là bức tranh đây các con nhìn thấy nghĩa là lớp học. Table là cái bàn học, tất cả các con đều biết rồi đúng không? Computer nghĩa là máy tính, cái máy tính để bàn á sẽ có cái cây này, cái màn hình này và cái bàn phím, cái chuột ở bên ngoài. Rồi, peg là cái cái móc để treo treo đồ. Pencil case là cái hộp bút chì. Board là cái bảng. Cái board này thì có thể là bảng trắng, bảng đen. Trừ khi các con nói là white board là bảng trắng thì sẽ là cái bảng như này. Còn nếu chỉ nói board không thì các con vẫn có thể dùng cho cái bảng màu đen. Rồi ở đây thì người ta có cái phần này. Lesson point and repeat. Thì cô Liên sẽ cho các con nghe trước. Sau đó là chúng ta sẽ đi học từng từ vựng một nhé. Rồi chúng ta sẽ nghe và nhắc lại cho cô Liên nhé. À, khi các con nghe thấy từ gì thì các con sẽ chửi chỉ vào đấy và sau đó là các con sẽ nhắc lại để cho cô Liên để chúng ta nhớ từ nhé. Rồi, các con đã sẵn sàng để nghe chưa nhỉ? Chúng ta bắt đầu nhé. Listening six. Listen and point. Classroom. Table. Computer. Peg Pencil Case Board Computer Board Table Peg Classroom PENCIL CASE LISTEN AND REPEAT Bây giờ các con nghe và nhắc CLASSROOM lại nhé. TABLE COMPUTER PEG PENCIL CASE BOARD Đó. À, đó là người ta đã cô cho các con nghe và các con nhắc lại rồi Bây giờ chúng ta sẽ đi vào học từng từ mới một nhé Rồi, chúng ta sẽ học cái từ đầu tiên Đó là từ classroom Rồi, các con nhìn này Nếu bạn nào mà không nhớ thì có thể mở ra để viết lại Và các con nhìn này Classroom Chúng ta sẽ đánh vần nhé C-L-A-S-S-R-O -a. O O M classroom. Đó, chúng ta đánh vần như thế, sau đó chúng ta sẽ đọc và chúng ta viết. Chúng ta đánh vần này, chúng ta viết này và sau đó là chúng ta đọc cả cái từ đấy, giống như cô Liên làm nhá. Cô Liên làm một lần nữa xong rồi sau đó là các con dừng video lại và các con tự đánh vần, tự viết và tự đọc nhá. C L A S S R O O M classroom. Rồi. Các con dừng video lại, tự đánh vần và viết 10 lần cho cô Liên để cho nhớ từ này nhé. Rồi, từ tiếp theo của chúng ta là từ gì nhỉ? Các con còn nhớ không? Nào, chúng ta sẽ quay lại nhé. Nhìn nhé. Rồi, đó là table. Rồi, chúng ta bắt đầu viết nhé. Nào, các con nhìn này. T-A-B-L-E Table Rồi, một lần nữa nhé. T-A-B-L-E table rồi một lần nữa nhé t a b l e table rồi dừng video lại đánh vần đọc đọc từng chữ cái một giống như cô liên sau đó là chúng ta sẽ đọc cả cái từ đấy vừa viết vừa đánh vần vừa đọc được chưa 10 lần để cho chúng ta nhớ từ table rồi từ tiếp theo là từ gì nhỉ các con nhỉ? à computer rồi chúng ta bắt đầu viết computer nhá c o M C O U T E R computer. Chúng ta bắt đầu nhé. Viết lại nhé, đánh vần nhé. C O M P U T E R computer. Rồi. Một lần nữa nhé. C O M P U T E R computer. Rồi, dừng video lại, đánh vần, đọc và viết 10 lần cho cô liên nhá. Tiếp tục là gì nhỉ? P peg. Các con chú ý cái âm đầu tiên. P khi chúng ta nói pencil cũng nói như thế nhá. Peg. Đó, chúng ta sẽ bật ra cái từ p như thế nhá. Tôi đánh vần nào? P E G. Peg. Đó, một lần nữa nhá. P E G. Peg. P E G peg. Rồi các con dừng video lại, đánh vần và đọc 10 lần cho cô và viết 10 lần cho cô. Các con nhớ cái âm cuối cùng nhá. Nhớ âm cuối cùng của từ peg. Đó, chúng ta sẽ đọc khi chúng ta chưa quen, chúng ta sẽ nhấn mạnh vào cái âm cuối như thế để cho chúng ta không quên âm đuôi. Và khi chúng ta quen rồi thì đương nhiên chúng ta sẽ không nhấn mạnh vào âm đuôi nữa mà chúng ta sẽ đọc peg. Đó, như thế nhá. Rồi, chúng ta đến với từ tiếp theo nhá đó là pencil case đó p e n p e l oh sorry lâu lắm rồi cô không viết từ này rồi các con nhìn này pencil c e l pencil case c a s e đó chúng ta sẽ đọc từ này từ này bao gồm hai từ đơn pencil case được chưa rồi một lần nữa nhé p e n c i l c a s e pencil case đó nhớ cái âm đuôi này âm z được chưa case đó pencil case đó các con nhớ nhá một lần nữa nhá p e n c i l C A S E pencil case và cái âm p, âm p ở đầu này giống âm p ở đầu này như vậy là pencil case và cái âm đầu của này peg đó được chưa rồi chúng ta sẽ đến với từ tiếp theo là từ nào ấy nhỏ Ah à, bird nhưng cái âm bờ này với âm bờ này không khác không giống nhau nhá khác nhau hoàn toàn con nhìn này và đây là b. Được chưa? Chúng ta bật ra, bật âm à, bật bật hơi gió ra. P. Đó, khi chúng ta để tay ở trước miệng của chúng ta, chúng ta đọc âm, P. chúng ta sẽ cảm thấy có hơi bật ra ở tay chúng ta. Nhưng âm này không có nhá. b. Đó, được chưa? Chúng ta phải đọc như thế. b. Đó, các con sẽ thấy sự khác biệt như vậy nhá. À, chúng ta sẽ đến với cái từ đó nhá. B O R b o a r d bird đó này âm đuôi nhá âm d d đó các con nhớ nhá b o -R a r d bird b o a r d bird đó chúng ta nhớ cái từ đó nhá rồi chúng ta còn từ nào nữa không nhỉ? à đủ 6 từ rồi One, two, three, four, five, six. Vậy là đủ sáu từ rồi đúng không? Từ mới của cô Liên hướng dẫn cho các con chỉ có sáu từ này thôi. Rồi, chúng ta sẽ đọc lại một lần nữa để cho nhớ nhé. Classroom. Table. Cái âm, cái từ này âm đuôi là âm ờ. Được không? Các con phải nhớ lắm. Table. Đó. Computer. Bag. Pencil case. Board. Đó, các con chú ý cái âm đuôi Khi chúng ta mới học từ vựng Thì chúng ta thật là chú ý Âm đuôi, âm đầu, âm giữa đọc như thế nào Chúng ta thật là chú ý cho cô Liên Khi các con đã quen rồi Thì các con có thể đọc nhanh hơn Mà vẫn đúng, vẫn chính xác từ Rồi, các con nhìn vào cái đoạn hội thoại này này Listen and read Nghĩa là nghe và đọc Cô Liên sẽ giải thích qua trước Sau đó cô Liên sẽ cho các con nghe nhé Look at the classroom. These are your new table and chairs. Đó các con nhìn này. Chair các con đã được học chưa? Học rồi đúng không? Nhưng mà bạn nào chưa biết thì cô sẽ hướng dẫn lại nhé. Nhìn vào lớp học này, chúng là những cái bàn và những cái ghế mới. Rồi rất là rất là thích thú khi chúng ta đến một lớp học chúng ta thấy bàn mới này ghế mới đúng không? There are your new pens. Đó các con nhìn này. Và kia là những cái móc treo cũng mới này. Animal Pals. À, đó là những cái móc treo à, hình con thú, đúng không? Rồi. That is our new whiteboard. Đó là, vào kia là cái bảng mới của chúng ta. Our new là, của chúng ta và new là mới. Rồi. And this is the new computer. Look. Và cô giáo cũng rất là thích thú Cô giáo nói là Và đây là cái máy tính mới Nhìn này các em Và bạn tin thì bạn ấy wow, Rất là phấn khởi vì bạn nói vậy Do you like our new things? À, và các con có thích những các cái đồ mới của chúng ta không? Và các bạn học sinh trả lời Yes, we do Vâng, chúng con rất thích Tiếp tục nhá And is this a new teddy bear, Rosie. Và đây là con gấu bông mới à, Rosie? Và Rosie trả lời, no, this is my new pencil case. Look, new pencils and pen. Ở đây bạn Rosie trả lời không? Đây là cái hộp bút mới của của tôi, my và nhìn này, đây là những cái bút chì mới và những cái bút bi mới. Rồi, đó là cái đoạn hội thoại như thế cô Liên đã hướng dẫn, đã giải thích và đã giới thiệu các con rồi. Bây giờ các con nghe nhé. Cô Liên sẽ cho các nghe con nghe và các con nghe một lần trước để xem chúng ta có hiểu được hết không. Sau đó lần thứ hai nghe và nhắc lại nhé. Rồi, các con đã sẵn sàng chưa? Listening 8. Listen and read. Look at the classroom. These are your new tables and chairs. Those are your new pegs animal pegs. That is our new whiteboard. And this is the new computer. Look! Wow! Do you like our new things? Yes, yes, we do. And is this a new teddy, Rosie? No. This is my new pencil case. Look, new pencils and pens. Rồi, đó là cái đoạn hội thoại. Các con nghe rồi, các con có hiểu không nhỉ? Hiểu hết không các bạn? à hiểu hết đúng không rất là dễ không có cái gì khó cả như vậy bây giờ cô liên sẽ cho các con nghe từng câu một để chúng ta nhắc lại cho chúng ta nhớ nhá rồi chúng ta vẫn sẽ nhìn và cô liên vẫn sẽ cho các con nghe từng câu một cô liên sẽ dừng từng câu một và các con nghe sau các con sẽ tự nhắc lại nhá rồi các bạn sẵn sàng chưa chúng ta bắt đầu nhá listening 8. Listen and read. Look at the classroom. Rồi các bạn nhắc lại câu đấy nhá. Look at the classroom. Rồi. Sau các câu câu sau thì các con sẽ tự nhắc lại nhá. These are your new tables and chairs. Those are your new pegs. Animal pegs. À, câu này cô Liên sẽ nhắc lại hộ con nhé. Animal pegs. Rồi, tiếp tục nhé. That is our new whiteboard. And this is the new computer. Look. Wow. wow. Do you like our new things? Yes, yes, we do! And is this a new Teddy, Rosie? No. Oh. This is my new pencil case. Look, new pencils and pens. Rồi, đó, các con hãy nhắc lại cái từng câu một như vậy để cho chúng ta à, nhớ được từ vựng và nhớ được à, từng câu một như vậy nhé. Rồi, cô nghĩ là mỗi hôm chúng ta chỉ học một chút xíu thôi. Vậy bài học hôm nay cô Liên sẽ dừng ở đây. Buổi tới thì à, là ngày mai cô Liên sẽ làm một video hướng dẫn các con về cái phần grammar nghĩa là ngữ pháp. À, cô Liên xin cảm ơn các con đã theo dõi video và xin chào và hẹn gặp lại các con nhé.